11 dấu hiệu cho thấy bạn được thần Phật che chở. Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất trắc không ngờ, và lúc đó chúng ta chỉ cầu mong rằng có thần Phật che chở để có thể tai qua nạn khỏi. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng may mắn như thế. Làm thế nào để biết được bản thân đang nhận được phúc báo ơn trên? Hãy cùng Lịch Ngày Tốt đi tìm những dấu hiệu cho thấy bạn được thần Phật bảo bọc che chở ngay sau đây. 1. Người hiểu và tin vào nhân quả. Nhờ thần Phật che chở mà bạn có những suy nghĩ, góc nhìn không hoàn toàn giống mọi người xung quanh mình. Có những người không hề quan tâm đến vấn đề tâm linh, còn bạn thì xem như đó là một phần cuộc sống của mình. Đối với bạn, luật nhân quả chi phối cuộc sống này, vì thế bạn tin rằng chỉ một điều tốt nhỏ nhoi cũng có phúc báo sâu dày theo thời gian qua đi. Vì tin vào nhân quả nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Thực tế cuộc đời này, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui, sự tự hào về chính bản thân mình. 2. Thoát khỏi rủi ro trong gang tấc. Có rất nhiều trường hợp người khác tưởng rằng bạn không thể thoát khỏi sự cố nguy hiểm nào đó, hoặc khi xảy ra tai nạn, ai cũng bị nặng, còn bạn thì chỉ chảy sướt nhẹ. Đó là dấu hiệu bạn được che chở, bảo bọc bởi đấng tối cao. Ví dụ như trong một chuyến bay tử thần nào đó, hầu hết mọi người đều tử vong thì người này vẫn sống sót trở về, có người còn thoát nạn khi bị sét đánh. Điều này cho thấy bạn đang có thần hộ mệnh. 3. Mang may mắn cho mọi người. Một thời gian quan sát, bạn nhận ra những ai ở gần mình đều gặp may mắn. Thậm chí cô bạn, người thân được vợ chồng yêu mến hơn, chiều chuộng hơn, dường như họ đang được hưởng vận may từ bạn vậy. Thực ra bạn tỏa ra phúc khí mang lại sự an lành, sự an toàn cho những người xung quanh. Ví dụ như nếu bạn vào quán nào mở hàng thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí nếu một người thiếu may mắn nhưng nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. 4. Lúc khó khăn luôn có lối thoát. Mỗi lúc bạn gặp khó khăn dường như có quý nhân phù trợ vậy. Ví dụ như trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền, không biết nên làm gì thì bỗng dưng có người cho tiền. Việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu. Hầu như trường hợp đối mặt với khó khăn nào thì bạn cũng được hỗ trợ để thoát khỏi trong gang tấc. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang được thần Phật che chở, phù hộ. Nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống đã mang tới cho bạn. Nhớ rằng học nói lời cảm ơn, tăng đại phúc đại khí. 5. Ít khi ốm nặng. Có thể bạn chỉ mắc bệnh nhẹ như ho hắng, cảm cúm hay ốm sốt, nhưng đó đơn giản chỉ là phản ứng của cơ thể với những tác động không tốt từ môi trường bên ngoài. Nhưng thực tế, bạn không bao giờ bị bệnh nặng vì những bệnh đó thường do tâm bệnh mà ra. Trong khi đó, bạn thường được che chở nên tâm trạng vui vẻ, thoải mái, vô tư nên không tự tạo ra áp lực vô hình như những người khác. Nhờ đó mà bạn sống thọ hơn mọi người rất nhiều. 6. Làm gì cũng suôn sẻ. Cho dù bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ điều gì đều rất thuận lợi. Ví dụ cùng mặt hàng như nhau nhưng bạn thì bán hàng rất chạy trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm. Cùng học một trường đại học, cả hai đều cùng chăm chỉ, nhưng một người giàu nhanh, trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi, đơn giản vì người kia có nhiều phúc bảo, còn người này thì không. 7. Có được người vợ hay chồng lý tưởng. Nhân duyên vợ chồng đâu đơn giản, có duyên có nợ mới tu thành. Có người gặp người không phù hợp và đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn, nhưng nếu bạn được ban cho phước lành thì sẽ gặp được người ưng ý, thấu hiểu. Nhờ tích đức từ vô lượng kiếp trước, mà nay bạn có người yêu thương, chung thủy với mình. Cho dù có những lúc cãi cọ, mâu thuẫn, nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu hơn đối phương để tìm cách sống chan hòa hơn với người ấy. Trong khi người khác có mới nới cũ thì hai bạn tìm cách tháo gỡ và cùng nhau sửa chữa mối quan hệ đang có. 8. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang. Nhân quả báo ứng, bốn nghiệp duyên, con cái đến với cha mẹ là do nghiệp duyên, vì thế sẽ có người gặp phải nghịch tử, nhưng cũng có người có đứa con vô cùng hiếu thuận. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này là do bốn loại nghiệp duyên mang tới. Một là đến báo ơn, hai là đến báo oán, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để đòi nợ. Chỉ khi có thần Phật che chở mà bạn có được những đứa con ngoan và giỏi giang, có hiếu với cha mẹ. Vì thế những ai không có được đứa con như ý thì chớ vội oán trách ai, mà nên tự mình tu tâm dưỡng tính để ngày cuối đời được thanh thản hoặc tích đức để kiếp sau được sung sướng hơn. 9. Những giấc mơ được dự báo trước. Có khá nhiều giấc mơ của bạn trở thành sự thật
Dường như đang có ai đó cố thông báo cho bạn điều gì đó để bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn, hoặc bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp ai đó. Điều này cho thấy chắc chắn bạn được thần Phật che chở. 10. Đi đâu cũng được mọi người quý mến. Trong khi người khác kêu than rằng họ bị đồng nghiệp chơi xấu, bị bạn bè đâm sau lưng, thì bạn chỉ nghe đến chứ hiếm khi gặp phải trường hợp tương tự. Không chỉ xung quanh bạn là những người bạn bè tốt, mà điều kỳ lạ là khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn. Thậm chí trong lúc khó khăn, những người này không ngại ngần giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà thế, một phần vì bạn cũng sống vô tư, biết cách hành xử phải phép với mọi người. 11. Người có ngoại hình đẹp, sang trọng. Hãy thử nhìn những người xung quanh bạn để nhận ra không phải ai cũng may mắn sinh ra đã xinh đẹp dạng người. Nếu bạn có ngoại hình vượt trội hơn mọi người, khuôn mặt sáng bừng, ưa nhìn thì bạn là người vô cùng may mắn, có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn. Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có thần Phật che chở. Họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, yêu ái hơn so với người cùng trình độ nhưng không được thu hút bằng.